Xin chào tất cả các ông bố và mẹ đến với video tiếp theo của shop mẹ bé Thủy Thảo. Và trong video ngày hôm nay thì shop mẹ bé Thủy Thảo sẽ review về một dòng sản phẩm sữa được mệnh danh là dòng sản phẩm sữa siêu sạch cho con yêu của mình. Như các ông bố và mẹ thì khi mà chúng ta chọn những sản phẩm cho con ăn này, chọn những sản phẩm cho con sử dụng thì chúng ta sẽ muốn là làm sao nó sạch nhất, nó không có thuốc trừ sâu, nó không có chất bảo quản hay nó không có chất tăng trọng ở trong đấy. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ giới thiệu cho các ông bố và mẹ tổng hợp tất cả những sản phẩm mà cam kết là trong sản phẩm sẽ không có thuốc trừ sâu, không có thuốc tăng trưởng, không có hormone, không có những chất gây tới độc hại cho con yêu của mình. Và các ông bố và mẹ hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Mẹ bé Thủy Thảo sẽ review thật kỹ về từng sản phẩm sữa công thức này, bột ăn dặm, trái cây xay nghiền rồi níu cho con yêu của mình. Đấy, níu gặm cho con yêu của mình. Và tổng hợp dòng sản phẩm ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy là ở trên màn của shop mẹ bé Thủy Thảo, đó chính là sản phẩm sữa và dòng sản phẩm Bellamy Organic đến từ nước Úc. Về hình dạng của nó thì bây giờ mẹ bé Thủy Thảo sẽ nói qua và nói thật kỹ, sau đấy thì các mẹ bé Thủy Thảo sẽ phân tích cho các bố bà mẹ biết được rằng Organic là một cái sản phẩm như thế nào và tại sao chúng ta lại nên dùng cho con nhé. Thì trên tay mình đang cầm đây chính là sữa công thức Organic số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi về dòng sản phẩm Bellamy. Bellamy là một cái thương hiệu đến từ nước Úc và như các bạn cũng biết, nước Úc là một cái vành nôi của sữa. Tất cả những cái sản phẩm từ sữa này, rồi các vitamin tổng hợp, canxi, beta, tất cả những sản phẩm đấy thì thường sẽ xuất bản đầu tiên đó chính là từ nước Úc, đúng không ạ? Và chính vì vậy nên thừa kế vừa ở một cái môi trường là một cái vành nôi của sữa như vậy thì Bellamy cũng được sản xuất ra, nhưng nó khác với những loại sữa công thức thông thường, đó chính là Bellamy được chứng nhận là sản phẩm organic hữu cơ. Và sau đây thì mình cũng nói qua một chút về cái việc là tại sao được chứng nhận là hữu cơ. Tức là đối với một trang trại sản xuất ra sữa bò này, một trang trại sản xuất ra các nguyên vật liệu để làm ra dòng sản phẩm sữa Bellamy này thì để được chứng nhận organic nó phải ít nhất trải qua quy trình 3 năm. Tức là 3 năm để làm sao ạ? Từ cái độc tố ở trong đất, từ ngọn cỏ, từng giống bò, nó sẽ đẩy hết tất cả những độc tố ra ngoài. Sau đấy là sản phẩm được chăm sóc một cách đặc biệt theo quy trình hoàn toàn tự nhiên, từ cái quy trình mà sản xuất sữa, quy trình tách lấy từng thành phần ở trong sữa hay là cái quy trình chăm sóc bò. Thì đối với sản phẩm Bellamy Organic này cam kết rằng các bạn sẽ không lo về cái nguồn gốc bò là nó bị dư lượng kháng sinh này, hay nó có hormone tăng trưởng, hay nó có những thành phần đột biến gen và nó gây hại tới cho bé yêu nhà mình. Tất cả những cái dòng sản phẩm của Bellamy là một cái công ty mà khi mà mẹ bé Thủy Thảo làm với cái dòng sản phẩm này, mình thấy rất tự hào và mình cũng là một trong những bà mẹ cho con yêu sử dụng dòng sản phẩm Bellamy Organic này, bởi vì mình biết được nó thực sự sạch. Sau đây thì mình sẽ nói qua về cái thành phần của nó cũng như là cái nguyên liệu mà làm ra cái dòng sản phẩm sữa công thức Organic này. Thì đối với số 1 là dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi thì khi mà chúng ta chọn một sữa công thức cho con yêu của mình, như mẹ bé Thị Thảo đã làm rất nhiều những cái video mà review về những dòng sản phẩm sữa công thức khác nhau, nhưng đối với Bellamy thì các bạn sẽ top 1 của nó đó là về tiêu hóa này. Tại sao nó lại đứng đầu đó là về tiêu hóa? Thì bởi vì Bellamy Organic nó là một sản phẩm mà chỉ để cho bé hấp thụ thôi và bé sẽ không làm thêm cái quy trình đào thải. Đấy, và nói đến đây thì chắc chắn là các ông bố và mẹ sẽ hơi khó hiểu một chút, đúng không ạ? Bởi vì là cái hệ tiêu hóa của con nó sẽ thường, đối với những sữa công thức thông thường, nó sẽ là một đường hấp thụ và một đường đào thải. Nhưng đối với Bellamy, sản phẩm hoàn toàn tự nhiên hữu cơ, chính vì vậy nó sẽ giúp cho bé chỉ việc hấp thụ thôi, bé sẽ không bị quá tải với hệ tiêu hóa của con và nó rất nhẹ với hệ tiêu hóa. Đặc biệt là đối với những bé nào mà hệ tiêu hóa yếu này thì các ông bố và mẹ nên dùng sản phẩm organic này cho con. Và bước đầu cho con từ 0 đến 6 tháng tuổi thì chúng ta sẽ nên chọn một cái sản phẩm sạch cho con yêu của mình, đó chính là về tiêu hóa. Rồi về đến đề kháng thì chắc chắn là khi mà bé dùng những cái sản phẩm mà nó organic là nó sẽ không bị dư lượng kháng sinh trong sữa thì bé sẽ không lo cái tình trạng là bị
kháng với kháng sinh này, hay là bé dư cái lượng kháng sinh trong cơ thể thì khi mà bé sẽ có đề kháng yếu hơn. Như các bạn cũng biết là đối với ông cha ta ngày xưa thì sẽ dùng những cái biện pháp là hoàn toàn thiên nhiên để trị bệnh cho con đấy, và nó sẽ giúp cho bé làm sao ạ, tự lấy cái đề kháng ở trong cơ thể của bé tốt nhất. Thì đối với Bellamy cũng vậy, nó giúp cho bé nổi bật hết tất cả những cái đề kháng cho bé lên đấy, và nó hỗ trợ giúp cho bé về cái tự nhiên nhất cho con, nó không bị tình trạng là dư lượng kháng sinh trong cơ thể của con. Đấy là về cái đề kháng của bé. Tiếp theo nữa thì là chúng ta sẽ đến với cái việc tăng cân. Thì ông bố bà mẹ nào cũng muốn là chọn một cái sản phẩm sữa không chỉ sạch mà nó cũng hỗ trợ giúp cho bé tăng cân. Thì đối với Bellamy Organic, các bạn sẽ thấy là về đạm whey này, protein trong thành phần của sữa chiếm là 0.9 gram trong 100ml sữa. Thì đối với cái lượng đạm whey này so sánh với những loại sữa công thức thông thường, các bạn sẽ thấy là đạm nó ít hơn, nhưng nó lại khác biệt là sao ạ? Vì sao mà mình nói là sản phẩm này tăng cân? Bởi vì là khi mà cái hàm lượng đạm chỉ có 0.9 nhưng mà bé sẽ hấp thụ được 100% luôn. Bởi vì là đối với organic nó sẽ là dạng lấy từ tự nhiên. Đối với những loại sữa công thức thông thường, chất đạm sẽ được lấy từ cái việc là tổng hợp hữu cơ qua những cái phương trình hóa học. Nhưng mà đối với sản phẩm organic thì nó sẽ lấy hoàn toàn tự nhiên. Tức là đạm thì nó cũng lấy từ đạm tự nhiên, từ sữa bò này. Và nó sẽ giúp cho bé hấp thụ một cách 100% luôn, và nó sẽ không bị đào thải ra. Chính vì vậy nếu với 0.9 chất đạm này thì bé sẽ vẫn hỗ trợ giúp cho bé lên cân và phát triển rất tốt. Tiếp theo thì bên cạnh về cái việc lên cân thì chúng ta sẽ tìm sang một cái phần nữa, đó chính là về phát triển trí não cho con. Thì ở đây mình thấy là omega 3 và omega 6 trong sản phẩm sữa. Omega 3 thì cũng chiếm là tỷ lệ khá cao, và omega 6 cũng vậy. Và đối với một sản phẩm organic thì từng cái thành phần ghi ở trên lon sữa này nó sẽ giúp cho bé làm sao hấp thụ trọn vẹn nhất và nó không bị dư lượng ra. Đấy chính là cái điểm ưu của dòng sản phẩm organic này cho con. Và nếu mà các ông bố và mẹ nào tìm hiểu sâu, hiểu kỹ hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy được rằng dùng cho con một sản phẩm sữa sạch thì nó giống như khi mà chúng ta đi ra ngoài chợ, chúng ta mua một bó rau mà chúng ta không biết được nguồn gốc của nó với cái việc mà chúng ta trồng rau ở nhà cho con ăn, thì nó là hai cái khác biệt hoàn toàn. Đấy, rồi ví dụ như khi mà ở trong sản phẩm organic này có vitamin A. Vitamin A được lấy ở những quả như quả cà chua này, quả bí đỏ này, đấy, và củ cà rốt này. Nhưng đối với những loại sữa công thức thông thường mà không được chứng nhận organic thì nó sẽ lấy dạng vitamin A tổng hợp. Đấy là những cái sự khác biệt giữa một sản phẩm được chứng nhận. Và có thể là chúng ta đọc về cái bảng thành phần của một cái sản phẩm sữa organic thì chúng ta không thấy quá nhiều thành phần, nhưng nó sẽ giúp cho bé làm sao hấp thụ một cách trọn vẹn nhất và giúp cho bé yêu phát triển. Thì đối với Bellamy thì nó có từng thành phần, từng số theo từng độ tuổi của bé. Và mình cũng thấy tuyệt vời hơn nữa, đó là sữa đầu tiên trên thế giới có sữa bầu organic. Nếu mà ngày hôm sau thì chắc chắn là mẹ bé Thị Thảo sẽ làm những cái video mà phân tích rõ từng số một cho công bố và mẹ, từ sản phẩm bầu này, sản phẩm số 1 từ 0 đến 6, số 2 từ 6 đến 12 và số 3 từ 1 đến 3 tuổi. Và bên cạnh sữa công thức thì Bellamy cũng ra rất là nhiều những cái sản phẩm organic cho con yêu của mình. Ví dụ như ở đây được kể đến đó chính là một cái sản phẩm bột ăn dặm organic cho con. Khi mà con yêu mình bắt đầu ăn dặm thì chắc chắn là các ông bố và mẹ muốn chọn những cái gì mà nó nhẹ nhất với tiêu hóa của con, để bé nhẹ dàng, dễ dàng hấp thụ nhất, thì chúng ta sẽ nên cho con sử dụng Bellamy Organic này. Nếu những bạn nào mà thường xuyên xem TV hay là xem thời sự thì các bạn sẽ thấy được là đến những người khó tính như Hoa hậu Lan Khuê, hay là một cái vị giám đốc rất là giỏi như Thái Vân Linh, là một người mà mình thường xuyên theo dõi và thường xuyên đọc những bài viết của chị ấy, thì thấy được là chị cũng đang cho bé yêu sử dụng cái dòng sản phẩm Bellamy này. Những người khó tính và những người rất là cầu kỳ cho việc chăm sóc con yêu mà đã sử dụng những sản phẩm organic này thì không có gì mà chúng ta không sử dụng về nó, đúng không ạ? Rồi bên cạnh về một cái sản phẩm bột ăn dặm thì Bellamy Organic còn ra thêm rất là nhiều sản phẩm giúp chăm sóc cho con yêu của mình. Như ở đây được kể đến trái cây xay. Thì đối với Bellamy thì khác biệt với những cái loại trái cây xay thông thường, đó chính là nó còn có chứa thêm gạo lứt để cho bé có thể là thay thế bữa ăn chính của bé. Và đối với việc sử dụng cái trái cây xay này thì vị trái cây được đảm bảo 100% là nó sẽ không có bất kỳ một cái chất phụ gia, chất hóa chất nào
trong cái việc mà sơ chế hay là đóng gói cái sản phẩm trái cây xay này cho con yêu của mình. Và tại Shop Mẹ Bếp Chị Thảo thì cũng nhận được rất nhiều phản hồi với các bé yêu sử dụng cái sản phẩm trái cây xay này. Bên cạnh trái cây xay thì có thêm là snack trái cây. Snack là sao ạ? Mình sẽ nói là ví dụ như một cái quả táo như thế này được chứng nhận organic là sạch rồi, từng cái quy trình chăm sóc rồi, và từng lát táo sẽ được thái ra và cho vào trong cái gói snack này. Đấy là cái quy trình mà làm ra sản phẩm này. Thực sự là cái quy trình nó còn khó khăn hơn nữa, nhưng mà trong video thì theo như cái sự hiểu của mình, nó là từ cái trái cây tự nhiên chứng nhận organic để làm ra gói snack này. Bên cạnh một cái sản phẩm snack thì đối với Bellamy còn thêm một cái sản phẩm, đó chính là níu gặm cho con. Đối với những bé nào chuẩn bị mọc răng này, bé hay mút tay này, thì các mẹ sẽ lấy mua cái níu nặng gặm Bellamy này cho con cũng rất tốt, và nó cũng là từ organic cho con yêu của mình. Và một sản phẩm nữa dành cho các bé yêu ăn dặm, ngoài sản phẩm bột ăn dặm, đó chính là nuôi cho con yêu của mình. Thì đối với sản phẩm Bellamy thì nuôi cũng là hoàn toàn hữu cơ. Và đối với cái hộp mình đang cầm trên tay này là nuôi của vị gạo lứt, lấy từ gạo lứt và hoàn toàn thiên nhiên. Chính vì vậy nên các ông bố bà mẹ nào mà muốn tìm hiểu kỹ rõ hơn về từng cái thành phần của Bellamy này, về những cái tác dụng của nó, về những cái hỗ trợ của nó, thì các bạn sẽ bấm vào nốt đăng ký và theo dõi ở bên dưới, thì Shop Mẹ Bếp Chị Thảo sẽ tiếp tục ra những video review thật kỹ rõ từng sản phẩm một để các ông bố bà mẹ chọn cho con yêu của mình. Và để rõ hơn về sản phẩm nào phù hợp cho bé yêu nhà mình thì các bạn hãy bấm vào số Zalo bên trên, hoặc các bạn có thể truy cập vào Facebook Mẹ Bé Thị Thảo. Đấy là Facebook mà Mẹ Bé Thị Thảo có nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các ông bố bà mẹ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi cũng như là đồng hành với video ngày hôm nay của Shop Mẹ Bé Thị Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.